Bí ẩn về Bác Hồ có thể bạn chưa biết. Bác Hồ tên thật không phải Hồ Chí Minh, cũng không phải Nguyễn Tất Thành, anh Ba, ông Ké hay Nguyễn Ái Quốc, mà là Nguyễn Sinh Cung, và bác có hơn 152 nickname. Bí danh Thầu Chín còn được đặt cho một con đường ở Thái Lan. Bác từng bị bạn thân, thân ai nấy lo, là anh Lê quay xe ngay phút 89, dù trước đó đã hứa cùng bác đi tìm đường cứu nước. 11 năm, bác chỉ đi một đôi dép làm từ lốt cao su. Các chiến sĩ từng giấu dép để bác phải mang giày, nhưng bác đòi lại. Bác có 3 bộ quần áo đi vào huyền thoại, là bộ kháng chiến, bộ kaki vàng, bộ lụa Hà Đông, và đã mặc trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp. Bác từng mời thích khách ăn cơm vì muốn thủ tiêu bác. Một thích khách được cử đến mai phục trong nhà, vậy mà bác vẫn bình thản dọn cơm mời ăn cùng. Và rồi ông đã quay xe trở thành người cận vệ trung thành của bác. Bác rất sợ tổ chức sinh nhật, thường lánh đi một nơi khác để tránh chúc thọ tặng quà. Bác từng vượt xuyên Việt qua 4 châu lục, 3 đại dương, đặt chân lên gần 30